ReadingGate là một thư viện sách khổng lồ. Thế nên nhiều khi ba mẹ cũng phân vân rằng liệu con mình có bị ngợp khi học cùng app không, đúng không? Đáp án là đừng có lo nha. Vì ReadingGate có đến 22 level cùng bài kiểm tra đầu vào rất là chất lượng. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu thêm nhé. Đầu tiên, sau khi đăng ký ReadingGate, bé sẽ được làm bài kiểm tra trình độ Level Test để xác định level đọc sách phù hợp. Trước hết, các bé sẽ lựa chọn tuổi và kinh nghiệm học tiếng Anh. Ứng dụng sẽ dựa vào đó hiển thị bài test thích hợp, tất cả dựa trên kinh nghiệm học tiếng Anh của bé. Riêng bé nào chưa tiếp xúc với tiếng Anh bao giờ thì chúng ta mặc định xếp vào Level Pre-K nhé. Sau khi hoàn thành Level Test, bé sẽ biết được mình phù hợp với level nào, từ đó chọn và đọc sách ở level phù hợp. Tổng cộng có 22 level từ dễ cho tới khó. Cụ thể thì Pre-K dành cho các bé trước mẫu giáo và mẫu giáo. Level K cho các bé có thời gian học tiếng Anh dưới 1 năm. Level 1 cho các bé tiểu học có thời gian học tiếng Anh trên 1 năm. Level 2 đến 3 dành cho các học viên có trình độ trung học cơ sở. Level 4 đến 6 dành cho học viên trình độ trung học phổ thông trở lên. Chloe khi test đầu vào thì bạn ấy cũng chỉ ở level K thôi, nhưng sau một thời gian ngắn thì bạn ấy đã lên được level 1 rồi. Và bây giờ bạn ấy vẫn đang cố gắng hoàn thành chương trình của level 1. Sau 6 tháng thì học viên được làm lại level test một lần để theo dõi sự tiến bộ của bé nha cả nhà. Ba mẹ hãy tải ngay app ReadingGate về để trải nghiệm thêm tính năng đọc sách nha. Mình tin rằng ReadingGate sẽ là một cách học tiếng Anh thú vị và hiệu quả nhất cho bé.